Vâng, thì chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì Hà mới xốp tiếp tục lại vừa về xong cập bến đấy nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình, các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60 ngàn một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này, đó quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá, và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Mai hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào thì các bác nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá, và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ, hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60 ngàn một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát cho mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi, 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác những cái vòi nối thì các bác rẻ tiền, nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây em móc cho bác coi này, con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicone. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà, về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi, cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này hoặc chế độ ra nhiều tia nhá, nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích dùng, rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi, uốn đi uốn lại, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây coi nhá, đây cái vòi anh em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng anh em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác coi này. Đấy, đây không? Nước ra rất đều, và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này. Đấy, lăn léo các hướng các kiểu nhá, và các bác có thể điều chỉnh cái vòng này. Đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhé. Nước ra rất đều khỏe luôn, và nó rất là hay, nó có thể bẻ uốn như cách xuống kiểu này. Đấy, ngoáy vùng quanh cái chậu rửa này luôn, rất ok, rất là hay. Đấy, 30 ngàn một cái thôi, về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước như mình xài dùng cho hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây kẹp gấp này.
cây này về dùng các bác về dùng có hay có cái món nướng cá nướng thịt các thứ giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Đấy, bình thường là các bác cứ hay phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó rất là hay, các bác xúc nó vào cho các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này mà hoặc là miếng thịt nướng này. Đấy, các bác xúc nó vào lật lên thế xong đây. Đấy, lách xúc nó vào lật lên thế xong đây. Đó, xúc nó vào này, đặt lên cái ok luôn, rất hay nhá. Mà giá thì bình dân thôi, chỉ có 20.000 một cái này thôi. Đấy, 20k một cái kẹp gấp nha các bác, lên mã cho em sẽ là cái kẹp gấp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt nướng tiếp những thứ rất ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là 20k một cái nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp 20k. Đấy, 20.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp nhà giáp có thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình như mình. Đấy, xúc vào cái là tính cái ok rồi, 20k một cái. Cái cây gãy lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn, cây gãy lưng này thì giá bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000. Đấy, 10k lên mã em sẽ được cái cây gãy lưng nhá, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng, bình thường là lưng hay là đằng sau những cái chỗ mà các bác không với tay các bác gãy rồi các bác mua cho mấy cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó dạng nhựa sừng các bác, gãy rất là êm. Đấy, vừa gãy lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãy lưng thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ đen này. Cây này em bán nhiều lắm. Đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng thì các bác cọ các bác chải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này. Con này thì dùng rất là bền rồi. Đó, về các bác dùng cọ ngóc ngách những chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bên em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây, đấy, dùng rất ok. Đây, đấy, thực tế về sản phẩm này, nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách vào dùng ok lắm. 15k một cây thôi nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai báo giá bác luôn. Bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tai rất nhiều món về các bác dùng để lấy giấy tai. 20k một bộ lấy dây tai nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mani chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra, một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá. Gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác gãy ngứa các thứ dùng cái đầu lò xo là thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy dây tai thứ này. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy dây tai. Đấy, bộ lấy dây tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá, cái này về dùng hay lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này, hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này, rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái ok luôn mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính hít tường là ok luôn, hoặc các bác để dưới sàn nhà tắm thì ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 có nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000 về các bác dán lên. Cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng thôi nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi ok các bác nhá.
30k nhá. Tấm cọ lưng bằng silicone, có những cái gai nhỏ nhỏ này, dùng tích tắc, 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này đi em báo giá luôn 30.000 nhá, 30.000 một cái hộp thuốc chuột nha của Thái nha. Đấy, đó là một cái túi bên trong. Đấy, dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác cứ, có chỗ nào có chuột bác cứ giải ra cho nó ăn, thế là xong. Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nha, rất xịn sò, ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá, chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em sẽ cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nha. 30.000 một hộp các bác nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc này. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. 30.000 một cây. Về các bác xài. Các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác mua cho em mấy cây hút thiếc này về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cái này cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ ra. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào, bấm lấy phịch cái. Đấy, nó sẽ hút lên nhá. Con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch. Đó, kêu rất to luôn, hút rất khỏe nhá, lực hít khỏe lắm. Đó thì đang gửi bác là 30k, lên mã nhé, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mối hàn, hút thiếc nhá. Cứ lên mã nhé, em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Và tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái lọ gia vị này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái lọ đựng gia vị, hay còn gọi là lọ gia vị đen nhá. Đấy, lọ gia vị đen hoặc là lọ đựng gia vị đều được. Đấy, thì em báo giá luôn một lọ này thì bên em gửi bác giá thì bình dân thôi. 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. 15k một lọ. 15k trên một lọ này. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì bên em sẽ tính bác giá là 40.000. Đấy, 3 lọ trở lên là tính giá là 40.000 cho 3 lọ, còn các bác lấy lẻ một lọ là 15k nhá, giá rất bình dân thôi. Cái này về các bác đựng mắm muối mì chính, hạt tiêu, tiêu đây rất là tiện luôn. Đấy, về đây các bác xoáy cái nắp chặt này vào này. Đấy, lấy cái thìa này ra. Lấy cái chua này ra, các bác cắm vào nhau. Đấy, kết nối cắm vào nhau. Và các bác đổ gia vị đây, và lúc nào các bác muốn lấy gia vị ra thì nó sẽ cắm cái xìa đây sẵn như này rồi, là các bác chỉ việc cầm vào cái chua này. Đấy, là các bác xúc gia vị ra là các bác tra vào thôi. Đấy, rất tiện dụng nhá. Bình thường là các bác cứ ví dụ tay đang ướt rồi, mình cứ phải thò tay và mình lấy cái muỗng ở trong ra, các mình lấy nó rất là ướt át các thứ này rồi, là nó rất là gây mất vệ sinh cái thứ ra. Đấy, thì các bác chỉ việc cầm đấy thôi. Đấy, và các bác lấy ra, và lúc nào dùng xong là các bác lại đậy vào, thế là xong. Ngon này, kín đáo, ok luôn. Chất liệu nó là thủy tinh nhá, nên là các bác dùng yên tâm, rất an toàn cho sức khỏe nhá. Giá thì 15k nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ gia vị. Đấy, lọ đựng gia vị đen. Giá đang gửi bác là 15k một lọ. 15k một lọ, các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ giá của nó sẽ là 40.000. 3 lọ là 40.000, các bác lấy lẻ một lọ là 15k. Đấy, lọ gia vị. Một cái sản phẩm rất hay các bác về xài nhà bếp cho em này, rất ok. Đó là cái chai xịt nhà bếp Kitchen Cleaner này. Đấy, con này thì về các bác xài rất ok. Đấy, về các bác vệ sinh nhà bếp này, đặc biệt là dầu mỡ ở cái khu vực bếp này mình dùng sạch cực kỳ luôn, vì cái chai em đang xài mà. Nó là dạng bọt nha, thì về các bác lắc đều trước khi sử dụng nha, và bắt đầu các bác xịt ra thôi. Đấy, mình gỡ nắp ra này. Sau đó các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào nó bẩn hoặc là chỗ nào nó dầu mỡ ấy, các bác xịt trực tiếp vào cho em. Đấy, sau đó các bác ngâm cho em vài phút và bắt đầu các bác đợi nó tan cái bọt, bắt đầu các bác có dùng cái rẻ các bác lau, hoặc là các bác kết hợp với lại cái búi rắc sắt các bác đánh, kết hợp với cái bọt này các bác đánh này, rất là sạch luôn. Đấy, nó sạch dầu mỡ lắm, nó không bị nhờn đâu các bác. Dùng xong là các bác dùng cái dung dịch này nó sạch kinh kít luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một chai này là 500ml nhá, về các bác xài thoải mái luôn. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cho khu vực nhà bếp nhá. Giá nó gì em báo luôn. Lên mã thì em sẽ là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp, chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Giá em đang bán một chai này là chỉ có là đi 40.000 thôi, 40k nhá. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng bọt nha các bác nhá. Nó là dạng bọt, về các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào bẩn các bác. Vệ sinh đây. Chai xịt giúp chị em đỡ vất vả hơn trong việc dọn bếp. Đó là bình xịt tẩy rửa Kitchen Cleaner. Với khả năng tẩy rửa được các vết bẩn cứng đầu giúp chị em đỡ vất vả hơn. Có thể xịt mọi ngóc ngách, có mùi dễ chịu, còn có thể diệt khuẩn. Sản phẩm mình để rửa tích tắc sắp nhé cả nhà. Đấy, con này dùng rất là hay. Đấy, và con này mùi của nó là mùi hương cam, rất là dùng rất là thơm, và đặc biệt là còn ngoài ra tẩy sạch nó có chức năng diệt khuẩn nhá, dùng rất thích. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha.
Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xẻ kho cái mãi luôn. Đó là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Con này thì bữa trước đang bán với bác là 120.000, hôm nay về bác bức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 50k thôi nhá, 50k cho một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái, về dùng rất ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái chỗ nào mà nó đường đi lối lại này, ở cầu thang này rồi là ở ngoài cổng này, chỗ đường đi lối lại này. Đấy, các bác đỡ phải lắp công tắc, các bác chỉ việc lắp cho em cái đuôi lên và khi mà có vật thể nó chuyển động qua cảm biến này là tự động đèn nó sẽ sáng lên, còn lúc nào mà không có chuyển động là đèn nó sẽ tự động tắt đi nhá. Đi kèm có cả ốc vít về bác sắp lắp luôn. Giá thì bình dân thôi, đang giảm giá xả bác luôn, chỉ còn có là đi 50k một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nha. Đấy, 50k một cái nhá. Về các bác lắp đặt và xài thôi. Con này cứ về lắp đặt và xài dùng dễ lắm. Đấy, mà dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, coi nhá. Đấy là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, khi mà có người qua lại là tự động là cái đuôi này nó, cái đèn đuôi đèn này nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, tự động nó sẽ sáng lên, dùng rất ok. Đặc biệt các bác lắp ở ngoài cổng là dùng làm cái đèn chống trộm rồi. Đấy, khi mà có chuyển động cái là đèn nó sáng lên là trộm nó cũng sợ luôn. Cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy nhá. Về bây giờ nó toàn dùng đuôi xoáy phổ thông nên là yên tâm nhá. Đấy, bóng đuôi xoáy và lắp là ok luôn. 50k một cái. Quay nhanh bác một số cái mã hàng hàng mới với em, hàng vừa về này. Đấy, đó là cái con chuột không dây nhá, chuột không dây em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k nhá, 90k một cái con chuột không dây này. Nó có tích hợp luôn cả pin tích điện luôn nhá. Nghĩa là về là bình thường là những cái con chuột không dây là các bác cứ phải mua pin các bác lắp vào thì thứ nhất là cái pin ấy nó rất là nhanh hết, mà thứ hai là nó cái độ mượt nó không cao. Như con này là nó có tích hợp sẵn pin luôn, và khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc ở trong cái hộp này ra, các bác cắm vào đây và các bác cắm cái cục sạc điện thoại như mình là các bác sạc nó thôi. Đấy, một con chuột bấm rất là êm luôn, con lăn rất là mượt mà ok. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, không cần phải dây dợ gì nàng, và thứ hai là các bác không cần phải mua pin vì ở trong này nó đã có sẵn pin tích điện rồi. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào là xài thôi. Đấy, và về thì bên dưới nó có một cái con chip này, về các bác cắm vào cái cổng USB ở trên máy tính như mình và cắm vào là tự động là nó nhận nhé. Các bác không cần phải cài đặt bất cứ một cái gì ngoài việc là các bác về bật cho em cái nút on lên này. Đấy, bật cái nút on lên là bắt đầu là chuột nó sẽ hoạt động, trạng thái hoạt động là on. Còn nếu các bác muốn tắt đi các bác bật về off, có thế thôi. Đấy là các bác xài nhé, không cần dây dợ nhào, và thứ hai là không cần phải pin biết gì. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào các bác xài nhé. Giá bên em đang gửi bác một cái con chuột không dây này là 90.000 một con. Tiếp theo thì lên nhanh bác luôn, đó là cái kênh phẩm xả kho tiếp theo. Thì hôm nay tiếp tục lại về cái mã hàng, đó là cái cuộn băng keo trong. Đấy, thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Bữa trước cái cuộn này đang bán là 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá cực kỳ dễ mua luôn, 20.000 nhá, 20.000 một cái cuộn băng keo trong hai mặt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 20.000. Một cuộn này dài được là 5m nhá, một cuộn 5m. Về các bác dính rất nhiều những thiết bị khác nhau. Con này nó là dòng keo siêu dính luôn, dính lắm, dính chắc cực kỳ, và các bác dính trên mọi chất liệu luôn. Đấy, cái hay của sản phẩm này là nó trong suốt và nó là hai mặt, nó là keo hai mặt và nó trong suốt nha. Đây, đấy, nó là keo hai mặt quá nhá, keo hai mặt và nó trong suốt đây này. Đấy, hai mặt dính luôn, hai mặt dính vào trong suốt luôn này. Đấy, về các bác lột ra các bác xài, đó, dính vào trong suốt. Con này dính cực kỳ chắc luôn, dính chắc lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, em lôi em chút mà nó dính đầy vào tay luôn, dính chắc cực kỳ luôn. Đó, thì một cuộn này dài 5m nhá. Giá bên hôm nay em đang xả kho chỉ còn có 20.000 thôi. Đấy, 20k một cái cuộn băng keo trong hai mặt nha. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, con đây không? Băng keo hai mặt thì có treo được bình nước 20 lít như quảng cáo hay không? Cùng mình kiểm chứng nhá. 1 2 3 4 5.
mỏi cả tay mà nó còn không rơi ra này. Bình thường anh em hay dùng cái loại băng keo xốp hai mặt như này đúng không? Dán thì cũng tạm được đấy, nhưng mà lúc bóc ra thì ối rồi ôi, keo bám dính đầy trên tường trên bàn. Cạo đi thì khó, mà không cạo thì nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nhưng bây giờ có một cái loại băng keo hai mặt nó dính rất là chặt mà lại tiện lợi hơn rất là nhiều nhá. Anh em dùng dán ổ điện lên tường, lên bàn, dán hộp kỹ thuật chạy dây điện, dán thùng rác vào tường, dán thảm lau cố định trên sàn, treo hoa văn trang trí ngày Tết khắp nhà, hay là cố định đồ đạc giấy lau trên xe ô tô rất là chắc. Lúc không dùng tới thì vẫn có thể nột ra mà không bị bám lại keo trên bề mặt. Một cuộn thế này thì có nhiều kích thước đấy, rất ok nhá. Đấy thì con này nó hay ở cái điểm nữa là bình thường là các bác dùng những cái băng keo truyền thống hay là các bác dính là các bác lột ra là nó hay để lại những cái vân keo, nó rất là bẩn mà rất là khó vệ sinh. Như con này khi mà các bác dính vào bất kỳ một cái vật liệu gì các bác lột ra là nó sẽ ra cả tảng luôn, ra tất cả toàn bộ những cái băng keo ở đấy luôn, nó không bị bám dính trở lại nhá, nên là dùng rất hay. Đấy, nói chung là nó là dòng băng keo đời mới, băng keo đời mới. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em xem là cái quận băng keo trong hai mặt siêu dính nhá. Đấy, hai mặt phải siêu dính, một quận này là 5m, giá của nó bên em đang xả kho chỉ còn có là đi 20.000 thôi các bác nhá, 20k thôi nhá. Đấy, 20k giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nào. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay em cũng lên mã xả kho cái mã luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U4 các bác nhá. Ổ điện U4 này, hàng của Apple, rất chất lượng luôn. U4. Giá của nó thì em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là đi 90.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua, 60.000 nhá. 60k một cái ổ điện U4 nha. Mã của nó sẽ là U4. Hàng của Apple rất xịn sò. Xịn sò, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này về các bác sạc đa năng, rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, nó là một cái cục nó chỉ có nguyên cái chân sạc này thôi, nhưng mà nó rất là hay là thiết kế là sẽ có hai cái cổng chân USB và hai cái cổng chân là cái cổng chân PD hay còn gọi là cái cổng chân Type-C nhá. Đấy, hàng Apple này, iPhone 13 Pro Max này, rất ok, xịn sò ngon lành luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là nó sẽ cấp nguồn ra thành một cái cục nha. Đấy, cái này bây giờ là cái chân này cũng khá là hiếm này, các bác mua những cái cục sạc nó rất là đắt, nhưng mà đây các bác mua một cái cục này, một cái ổ này nó lại còn có 4 cổng mà nó còn được tích hợp thêm hai cái cổng Type-C này, nên là khi các bác cắm rất là được nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, vừa có cổng USB, vừa có cổng Type-C. Đấy, cái cổng Type-C này là cắm bây giờ người ta dùng cái cổng Type-C này nhiều lắm. Đấy, các bác nó là cái dạng cổng đời mới đấy, thì các bác mua trong cái bộ này. Đấy, thì một cái ổ điện U4 nha, các bác cứ lên mã cho em xem cái ổ sạc nó 4 lỗ hay gọi là U4 đấy. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nhá, U4 nhá. Nhớ giúp em là mã là U4, ổ điện U4, giá sẽ là 60.000. Giá này hiện tại đang xả kho rất là dễ mua, giá rất là tốt luôn đấy. Bữa trước đang bán là như là 90.000 đấy. Hôm nay em xả cho bác có 60.000 thôi. Đấy, ổ điện U4 nhá, hàng của Apple. Giá đang gửi bác là 60k. Cái cây gãy lưng này thì hiện tại em đang bán giá bình dân thôi, 10.000 nhé, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng đó, bên em đang gửi bác là 10k một cái cây gãy lưng này, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng nhá. Đấy, bình thường là những cái chỗ vị trí khó là các bác không để dùng tay các bác gãy được. Đấy thì các bác kéo dài ra, đấy thò về sau lưng thứ các bác dùng các bác gãy này. Con này của nó cái phần đầu nó dạng nhựa sừng nhá. Đấy, các bác gãy rất là êm, ok luôn. Đấy, có thể là thu vào và kéo dài ra được, rất tiện dụng nhá. Giá bên em đang gửi bác giá bình dân hạt rẻ, ai cũng thể mua được luôn. 10k nhá, 10k một cái cây gãy lưng nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị này. Đấy, hàng của thương hiệu JT nhá, JT Tool USA này. Đấy, thì tại em đang có hai mã, là một mã là bộ hoa thị này. Đây. Đấy, bộ này của nó là bộ hoa thị nhá. Bộ hoa thị đầu nó đầu hoa thị này, hay còn gọi là đầu bông ấy, trong nam như bác gọi là bộ lục giác bông ấy. Còn ở đây hay gọi là bộ hoa thị. Đấy, các bác cứ lên mã em cho bộ hoa thị nhá, em báo giá luôn. Bên em đang bán đồng giá cái bộ hoa thị hay là bộ lục giác, bán đồng giá luôn cho bác là 50k, 50.000 bộ thôi, chỉ có 50.000 một bộ, hàng của Mỹ, rất xịn sò luôn, của thương hiệu JT Tool USA nhá. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, kích cỡ của nó từ 1.5 cho đến 10 nhá. Đấy, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy, sẽ gồm có là 9 cây, 50.000 một cái bộ lục giác hoa thị nha. Đấy. Còn ngoài ra thì đây có cái bộ, đó là cái bộ lục giác đầu bi nhá. Đấy, bộ này thì sẽ gồm chỉ nguyên đầu lục giác không thôi. Thì đây, nó cũng như bộ kia. Đấy, cũng là 9 cây. Đấy, nhưng có cái là đầu nó khác nhau. Của nó là lục giác đầu bi. Bộ này thì bên em cũng bán cho bác là 50.000. Đấy, cũng đồng giá luôn là 50.000, thì các bác lấy bộ nào được. Bảo là bán cho tôi cái bộ hoa thị. Đấy, bộ hoa thị này thì là 50.000, bộ lục giác đầu bi này thì cũng là 50.000 luôn các nhá. Hàng rất đẹp, hàng toàn bộ hàng của JT Tool USA. Đây. Đấy, có thể mở ra này. Đấy, tất cả các kích cỡ khác nhau, anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này cũng quá ok luôn. Một bộ này chỉ có 50.000 nhá. Đấy, lấy bộ nào báo nha, hoặc các bác có thể lấy cả đội được. Về lắm lúc mình
xài vì giá nó rất là bình dân thôi. Đấy, về lắm lúc xài đỡ phải đi mượn mõ hay nào cả, hoặc là lắm lúc là cụt chân cụt tay, những cái đồ công cụ cầm tay này các thứ nhiều khi dùng rất là cần luôn ạ, dùng rất là cần luôn. Các bác xài rất ok, 50k nhá, bán đồng giá luôn là cứ 50.000 một bộ lục giác và hoa thị quá nhá. Bàn chải vàng, cái hộp bàn chải vàng, cái hộp bàn chải 8 cây này các bác cứ lên mã với em sẽ cái hộp bàn chải 8 cây. Rồi cái hộp này em báo giá luôn, giá thì rẻ giật mình bác luôn nhá. 30k nhá, 30k các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp bàn chải. Hộp bàn chải 8 cây. Đấy, hộp bàn chải 8 cây. Giá nó sẽ là 30.000 một cái hộp nha. 30k một hộp này nhá, sẽ gồm có là 8 cây đựng trong một chiếc hộp này, rất xịn sò nhá. Hàng đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đánh răng, một cái đầu đánh răng lông bàn chải rất là mềm. Đó, và một cái đầu rất hay đó là thiết kế cái đầu dạng đầu cạo lưỡi nhá, đầu cạo lưỡi bằng silicone, đó rất là êm ái ok. Thì các bác mua một được hai luôn, một đầu đánh răng, một đầu cạo lưỡi về các bác xài luôn. Đó, thì một hộp này là 8 cây mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi là các bác cũng biết rồi. Đấy, giá nó rất là dễ mua luôn. Đấy, giá siêu tốt nhá. Đấy, bình thường các bác mua ngoài cửa hàng hiệu, các bác mua lẻ một cái này nó phải ví dụ 15.000 một cái bàn chải, mà đây nó chỉ có nghiêng đánh răng thôi, mà đây là được hai chức năng, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi nhá, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, một hộp là 8 cây thôi nhá. Lên mãi em sẽ hộp bàn chải 8 cây 30.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa của thương hiệu Honda này, áo mưa choàng nhá, mưa choàng nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn, về các bác mua về mình vứt cốp xe nhiều khi là rất là cần. Đấy, chẳng may là mưa bất chợt, các bác có cái là mình sử dụng luôn. Giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Cứ lên mã thì em sẽ là áo mưa Honda. Đấy, áo mưa của thương hiệu Honda, hàng thanh lý của công ty Honda nhá. Giá thì bình dân thôi, 30k một cái áo mưa Honda nha. Đấy, nó là dạng áo mưa choàng, áo mưa choàng về các bác vứt cốp xe. Đấy, gói gọn đây nha. Vứt trong cốp xe rất nhỏ gọn nhá, mình tiện dụng. Đấy. Lắm lúc mình mưa bất chợt cái là có cái xài luôn. 30k một cái áo mưa Honda này. Đấy, chủ yếu là chiếc áo mưa dự phòng dùng rất ok. Đây, con này thì hình ảnh thực tế đây. Khi mà mặc vào nó sẽ như này nhá. Đấy, khi mà mặc vào nó sẽ như này. Đó. Đây, mặc vào sẽ như này. Đấy, nó sẽ che kín được trước đằng sau này. Có thấy không? Đó, rất ok. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là về các bác làm áo mưa dự phòng, mình vứt cốp xe là quá ok rồi. Nó chỉ có 30.000 nhá. Áo mưa Honda, 30k một cái áo mưa Honda nha. Cái dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này, và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó, thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi. Báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá. 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy. Sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn LED với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm. Dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng các thứ thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này anh em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy. 30 và 20 nhá. Một bộ này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá. 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k. 50k một bộ nhá, hai quả, 50k một bộ hai quả bóng đôi. Một quả 30W và một quả là 20W, sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông, sử dụng điện 220. Rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt, nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá, và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào, thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ
thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ này. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nhá. Đó, rất hay. 15k một chiếc phích cắm gập thôi nhá, 15k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, một cái mã hàng cũng rất là mới, rất là hay. Đó liên quan đó đến cái tấm liên quan về view nhà tắm ở tiếc này. Đấy, hoặc là những cái chỗ nào trơn trượt thì các bác mua cho em cái tấm này về. Nó là cái tấm dạng cái tấm silicone. Đấy cái tấm silicone. Nó là cái tấm trải sàn chống trơn trượt nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái tấm trải sàn chống trơn trượt đây. Ở dưới này có những cái phần mút để nó ôm sát vào sàn này, còn bên trên này thì là những cái phần lỗ này, lỗ thoát nước cũng như là những cái lỗ lồi lên, gai lên để nó chống trơn trượt nhá. Đấy. Ví dụ như là sàn nhà tắm các thứ nhà mình nó bị đang bị trơn trượt này. Đấy thì các bác mua cái tấm này về các bác giải cho em nhá. Các bác giải cho rất ok luôn. Con này kích thước của nó thì sẽ là 35 nhá. 35 là chiều rộng nhá. 35 thì chiều rộng và 70 là chiều dài. 35 x 70 nhá. Giá thì em báo giá luôn, đang gửi bác là 60.000 một tấm này, 60k một cái tấm trải sàn chống trơn trượt nhá. Lên mã em sẽ được cái tấm trải sàn chống trơn trượt. Đấy. 60.000 một tấm thôi. Đấy, con này khá là to, ví dụ như nhà tắm này các bác khoảng tầm 2-3 tấm thôi là em nghĩ là thoải mái rồi. Mình chủ yếu mình lót những cái chỗ đường đi lối lại ở những cái chỗ mà mình ngồi tắm các thứ, là mình đứng mình tắm ấy, nó hay bị trơn trượt thì các bác mua cái tấm này về các bác trải ra. Đấy để cho nó đỡ trơn trượt nhá. Đấy, tránh tình trạng trơn trượt xảy ra. Giá đang gửi bác là 60k một tấm nhá, 60k một tấm. Lên mã anh em sẽ là tấm trải sàn chống trơn trượt. Kích thước của nó sẽ là 35 x 70, rất là to đấy, 35 x 70 mà. Các bác giải vài ba tấm thôi là cũng kín xung quanh cái khu vực mình sử dụng rồi. Đây, các bác cùng xem này. Để đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi tắm, miếng silicone với các lỗ phân bổ đều khắp đáy sẽ bám chặt vào mặt sàn không bị trượt hay xê dịch khi gặp nước. Thiết kế các mặt lỗ lồi cũng giúp mát xa chân hiệu quả khi tắm. Đấy thấy không, rất ok nhá. Các bác đi vào nhà tắm thứ hai bị ngã này. Đấy, thấy không? Rất nguy hiểm nhá. Thì các bác mua chân con này về các bác giải ra. Đấy giải vào nhà tắm nhà mình nhá. Đấy đặc biệt là người già trước là chân tay đi hay cứ hay lọng khoạng ấy. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy các bác mua về này về. Các bác giải nó lên sàn vừa chống trơn trượt này. Đấy rồi là vừa sử dụng ok. Cái này thì các bác có thể là tự do thoải mái, lúc nào dùng được các bác giải xuống, lúc nào không dùng thì mình có thể lột ra mình giặt rồi mình phơi lên. Đấy rất là hay nhá. Đấy nói chung là nó tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến. Đó, giá đang gửi bác là một cái tấm trải sàn chống trượt này, kích thước là 35 x 70, giá đang gửi bác là 60.000 một tấm nhá, 60.000 một tấm. Hôm nay theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi, cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy và cái này thì nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng hai ngón tay em này, rất nhỏ gọn luôn. Các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy cái con này rất hay, nó có cả cái nam châm hít này. Đấy có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy các bác để những cái chỗ mà sát chiếc các thứ là ok. Đây. Để hít cho bác coi. Đấy nó có nam châm này. Nó hít rất ok. Cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó đây. Đấy các bác có thể là hít nam châm này rồi là móc điều chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc điều chìa khóa này.
Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây. Và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V đấy là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt led này. Đấy, mắt led này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn là mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóa bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình kho đồ các thứ là đánh lửa mồi ga mồi củi rất tiện dụng luôn, mà giá là rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây khò ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây khò ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây khò ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp vào bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu lên tách tách luôn. Khò ga thì êm du luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn. Về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây. Bộ bài vàng này. Đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này. Đấy, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha. Về rất là tiện luôn, các bác về châm dầu châm nhớt thôi. Hoặc anh em thợ thuyền ấy, các bác làm xưởng máy may thứ là các bác cho dầu cho nhớt, các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ là bôi trơn các thứ. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. Thân bình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra châm dầu châm nhớt đây, sau đó các bác lại cho vào đây, nó có cả cái phần lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là 40k. Lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok. 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái phích cắm chân dẹt này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái chiếc phích cắm chân dẹt này với giá là đi 10k một cái nhá. 10k thôi, chỉ có 10.000 một cái phích cắm chân dẹt. Phích này đang xả kho giảm giá nhá. Chân của nó toàn bộ chân đồng. Đấy, bác nào mà hay dùng những cái ổ điện Nhật các thứ nào, các bác mua con phích dẹt này về cắm là đúng bài luôn. Vì toàn bộ là phích ổ điện Nhật, người ta hầu như toàn chơi là chân dẹt nên rất là khó. Đấy, các bác mua cái phích này về các bác cắm này. Đấy, cắm ổ điện Nhật là hợp lý luôn. 10k một cái nhá. Về các bác chỉ việc mở nắp đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, dòng này thì chống va đập chống cháy nhá, chống vỡ rất là hợp lý luôn. 10k một cái phích cắm chân dẹt nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt 10k. Chân của nó sẽ là chân đồng nhá. 10k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhá. Đấy, bộ sản phẩm đầy đủ dây dợ thứ như này đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là, em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ này không có cán lắm nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy, thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy, thì về lưỡi cưa rồi các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây, nó có ốc vít sẵn rồi, về các bác tháo ra lắp vào đây. Đấy, là đây, quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy, ví dụ những cái cành là to là các bác dùng cái lưỡi cưa này, lưỡi cưa thép S5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy, phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này. Đấy, thì các bác kéo này. Kéo này. Đấy, các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này. Đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này.
thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, thì về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. Một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy. Kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là kéo cắt cành trên cao này. Kéo cắt cành trên cao. Đấy, cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá. Giá thì sẽ gửi bác là 130.000 bộ thôi, 130k một bộ này. Giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây, cả lưỡi cưa, cả lưỡi kéo một bộ này luôn là 130k một bộ. Đấy là một bộ trên hình các bác đang coi nhá. Đấy là 130k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này thì cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Xin chào bà con cô bác. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên đấy, cao. Về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn đây. Cao cành muốn thì các bác chọn lại rồi siết chặt vít vào. Lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Các bác cảm giác cắt đó, còn đây ông cắt rất ngọt nhá. Bởi hệ thống tay cầm thông qua dây kéo dòng dọc. Cây là to quá thì mình cưa. Một sản phẩm rất hữu ích cho các bác nhà. Xin chào bà đó. Con cô bác. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây rồi nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào, các bác chọc vào cái lỗ này, siết cái ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa mình cưa, rất ngọt ngào luôn. Ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy, cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó, mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k một bộ nhá. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay cứ phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng. Đây thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy, có phần lại có bác quặc cái cửa này, khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây, khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra, còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy, đây này, đấy cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này, nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhá. Đó, tự động nó thu dây vào và cái lực thu nó rất là mạnh luôn, nên là cửa to cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhá. Đấy, đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy, để các bác xài nhá. Đó, đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa một bộ này thì bên em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy, bộ kéo cửa này, bộ kéo cửa tự động này, kéo cửa nhá, bộ kéo cửa tự động, giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy, nó nguyên lý động của nó là như thế. Đây các bác cùng xem công dụng thực tế về sản phẩm, các bác cùng coi này. Đây, đấy, đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần thì các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn, các bác không cần phải đóng nhá. Đấy, tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra, nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm, thì các bác mua cái bộ này về. Đấy, là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy, cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy, cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy, các bác cùng xem kỹ lại một lần nữa này. Đó, quặc vào, đẩy vào cái này, đẩy ra này, đấy tự động nó sẽ kéo vào này. Đó, đẩy ra cái này, đó tự động nó sẽ thu vào, rất hay luôn, sử dụng rất là thực tế nhá. Đây, đó. Đấy. Cửa luôn được đóng khít, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt. Lắp đặt đơn giản, không khoan đục. Đấy. Nói chung là cái con này lắp đặt đơn giản, là không cần phải khoan đục gì ở đây, vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này. Về các bác chỉ việc bóc ra, các bác dính vào là xong. Đó, đi chỉ việc kéo ra. Đấy, kéo ra còn tự động nó sẽ thu vào nha. Đấy, tự động nó sẽ thu vào này. Đó, nó thu vào. Đó, đấy, rất hay luôn nhá. Đó, 50k một bộ kéo cửa tự động nhá. 50k một bộ. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này để về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc có thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá. Ulti Flash này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại
dùng hết rồi thì mình mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu. Nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên như này là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha, 20k một viên thôi. Giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái cây cà lê 8 đầu này, lên mã cho cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá, 90k. Một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây. Dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu, có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nhá, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy thì con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền. Các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đấy các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cờ lê này. Lên mã em sẽ cái cây cờ lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái túi da du lịch này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi da du lịch nhá. Đấy, túi da du lịch. Chuyên dùng cho bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, cái thứ này các bác đựng đồ này rất ok. Giá em báo luôn 130.000 một cái túi này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Đấy, nhân với 30 nhá. Đấy, 50 nhân dài 50, rộng 30, cao 30. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái túi da du lịch nha. Con này thì chất liệu của nó toàn bộ bằng da nhá. Toàn bộ bằng da, nhìn rất là sang trọng, lịch sự. Các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, các bác đựng đồ cho em rất ok luôn. Đấy, con này thì nó có hai chế độ dùng. Các bác có thể vừa dùng, các bác dùng để sách này. Thứ nhất các bác dùng để sách, thứ hai là các bác có thể dùng để đeo chéo qua hông các bác xài thì bên trong nó sẽ có đi kèm ra một cái dây nữa thì về các bác có thể đeo vào. Ở đây nó có cái khuy đeo dây này, còn bình thường là cái con túi này nhìn sách thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, con túi nhìn sách nó sẽ đẹp hơn đây. Con túi rất đẹp luôn. Đấy, các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác cho em nhá. Da nó cũng cực kỳ đẹp, cái chất da bóng đẹp mềm, dùng thích lắm. Con này một cái hay của nó nữa là nó có một cái ngăn riêng là các bác đi chơi, đi du lịch, công tác ấy, và các bác hay có những cái ví dụ như những cái đôi giày mà nó bẩn đấy hoặc là quần áo bẩn, các bác để riêng một cái ngăn này cho em. Đấy, để riêng một cái ngăn này cho em. Còn cái ngăn chính thì các bác đựng đồ. Một cái túi này thì các bác đựng được khá là nhiều đồ luôn, ví dụ như cái bộ quần áo mùa hè giờ này, như mùa này đang mùa hè các bác đựng thì chắc phải khoảng tầm 5-7 bộ, chục bộ luôn. Đấy, đựng thoải mái cho em luôn, rộng to lắm, 50 cơ mà, dài của nó là 50 mà. Rộng 30, cao 30 nhá. Đấy, và có phần tay sách phụ kiện đầy đủ luôn, là 130.000 một cái túi nhá, 130.000. Đấy, các bác nhìn này, sách đi này, nhìn quá chất, quá đẹp luôn. Đấy, bóng đẹp, da đẹp lắm, nhìn quá ok. Đấy, đấy các bác cùng xem phía video về sản phẩm này. Đấy, túi lên form, lên dáng nhìn rất đẹp nhá. Đấy, chống nước ngon lành luôn, có một ngăn để giày này. Đấy, các bác đựng cực kỳ nhiều quần áo luôn, các bác nhìn này, cả đống quần áo luôn. Đấy, đựng những cái đồ cá nhân giữ rộng thoải mái chỗ để luôn. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi, khóa khiếc các thứ ngon lành nhá. Đấy, khóa khách ngon lành. Đấy, các bác nhìn người mẫu này, người ta xách lên nhìn rất đẹp, nhìn rất là quý tộc, nhìn rất là chất lượng luôn. 130.000 nhá, túi da du lịch 50 x 30 x 30 nhá. Đấy là kích thước của nó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái mũ chống nắng này. Các bác lên mã cho em sẽ cái mũ chống nắng, như em báo giá luôn. Một cái mũ thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một cái mũ chống nắng nhá. Đấy, 50.000 một cái mũ chống nắng nhá. Con này là rất là hay, đặc biệt là cho các bác hay ở ngoài đường nhiều. Đấy, nắng nôi các thứ là các bác mua cho cái mũ này về nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là cái phần vành mũ này nó chìa ra rất là nhiều luôn, nên là nó chặt chắn được cái phần nắng được rất là nhiều, để nó bị hắt vào mặt của các bác ấy là nó chặt chắn được rất là nhiều vì cái phần vành mũ nó thò rất nhiều. Thứ hai là
ở cái phần đằng sau là nó có một cái tà rất là dài đấy, nó sẽ che kín cái phần gáy cũng như cái phần lưng của các bác nhé, để những cái tia nắng nó không bị chiếu vào cái phần nắng, cái phần lưng, phần gáy, đặc biệt là cái phần gáy chiếu vào rất là khó chịu nhá, rất là rát luôn đấy. Và ở phần mũ này nó thiết kế nó có cái phần lưới này, khi mà các bác đội rất là thoáng, không bị ôm, không bị bí đầu đấy. Và một cái hai nữa của nó là có thiết kế đằng trước này là một cái phần chùm mũi, chùm mũi, chùm mặt đấy, chùm cái phần mũi mặt chỉ để hở ra hai con mắt thôi, là các bác có cái phần chùm này thay khẩu trang luôn, quá ok. Và một cái dây đeo nhé, một cái dây đeo để các bác khóa hãm vào đấy, ví dụ các bác đi gió đi máy là không lo nó bị bay mũ đấy nhá. Đấy, một chiếc mũ thiết kế rất là đẹp, chất lượng luôn, chất liệu 100% vải cốt tông, độ cực kỳ mát và che được rất là nhiều nắng luôn, nói chung độ mát lắm, đặc biệt các bác đi các bác hay phải lao động qua thứ ngoài đường, độ cho con này rất ok. Mũ chống nắng nhá, các bác cứ lên mã cho em xem là mũ chống nắng, giá bên em là của bác là 50.000 một cái mũ chống nắng này. Đấy, 50.000 cái. Đây các bác cùng xem thực tế cái sản phẩm, hình ảnh người mẫu ra đội này. Đây các bác nhìn này, đấy, lên form có thứ rất đẹp luôn nhá. Đấy, che đằng trước đằng sau rất ok, các bác nhìn này. Đấy, khi mà đeo quả kính này vào là nó kín mít luôn nhá, các bác nhá, kín mít luôn. Đây các bác nhìn này, đấy, rất đẹp luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp, ok luôn. Đây, đấy, lên form lên dáng nhìn rất là đẹp, và cái phần tà trước tà sau nó che kín cái phần đầu của bác luôn. Đấy, tránh tình trạng là đây, tránh tình trạng là các bác bị nắng nó chiếu thẳng vào đầu gây khó chịu nhá. Đấy, rất ok. Đấy, đeo khẩu trang lên là kín ngon lành luôn. Giá nó bình dân thôi, chỉ có 50.000, các bác tội gì các bác không mua, mua về các bác sử dụng, đi làm mua một con này về các bác đội vào đỡ nắng nôi này. Đấy, mình làm mình quan tâm đến sức khỏe bác nhau nhá. 50k một cái mũ chống nắng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Đấy, một chai này là có dung tích là 450ml nhá các bác nhá. 450ml và em báo giá luôn. Cái chai xịt chống thấm này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, về các bác có những cái chỗ nào nó đang bị nứt nở các thứ giờ các bác xịt trực tiếp cho em. Đấy, những cái chỗ phần khe kẽ là nó bị nứt nở, nó thấm nước vào. Thì con này trước khi các bác xịt các bác vệ sinh sạch sẽ đi, và các bác chọn hôm nào thời tiết nó thật là nắng ấy, nắng nó khô ráo, các bác xịt cho em nhá. Đấy, để trong vòng khoảng tầm từ 24 cho đến 48 tiếng, sau đó là nó sẽ chết keo và nó sẽ khô đi, và nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm chống rột rất ok. Đấy, phần khe kẽ nó bị nứt nhớ các thứ rồi đó, thì các bác xịt trực tiếp cho em. Thì trước khi xài các bác nhớ cho em lắc thật đều nhá. Đấy, lắc thật đều. Đấy, ở đây nó trong này nó có mấy viên bi này, lắc thật đều cho em nhá, nhớ cho em là lắc thật đều, sau đó là các bác dùng, các bác cứ xịt thẳng vào cho em. Đấy, bóp các bác xịt thẳng vào cho em là các bác xài, nhớ cho em là lắc đều, vệ sinh cái chỗ cần xịt vào trước khi các bác xịt nhá. Đấy, để trong vòng từ 24 cho đến 48 tiếng là ok. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Một chai này có dung tích là 450ml nhá. 450ml đây các bác cùng xem cái video chống của sản phẩm này. Trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiết cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột mọi bề mặt luôn, rất ok. Đấy, mà những chỗ nào nó bị nứt rột các thứ các bác xịt trực tiếp cho nó ok. Đấy, đợi trong vòng 24 trong 48 tiếng là nó sẽ khô là ok. 40.000 một chai xịt chống thấm nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con tăng đơ rồng vàng này. Lên mã em sẽ cái cây tăng đơ rồng vàng nhá, em báo giá bác luôn. Giá thì cũng rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác mùa hè này, các bác cắt tóc này cho trẻ em, người lớn, người già các thứ là tất cả mọi người cắt ok luôn nhá. Báo giá bác luôn. Lên mã cho em sẽ là tăng đơ rồng vàng. Giá của nó em báo luôn 100.000 một chiếc tăng đơ này. Đấy, 100.000 là đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, sẽ gồm có cho bác là một thân tăng đơ này. Đấy, có hình rồng vàng rất đẹp này. Đấy, mạ đồng màu vàng rất ok. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, rất đầy đủ phụ kiện này. Đi kèm bác là một cái đốc sạc pin nhá các bác nhá. Đấy, một viên pin sử dụng cho em là một viên pin 18650. Thì về hết pin thì bác lại cho vào đây các bác sạc này. Và đi kèm bác là một bộ cữ này các bác nhá, một bộ cữ. Đấy, các dụng cụ đi kèm thêm nữa trong hộp về luôn. Đấy, là chọn một cái bộ này là chỉ có 100.000 thôi nhá. Đấy, chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân, thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Về các bác mở cho em cái nắp ở đít này ra, sau đó là các bác lắp cho em viên pin vào đó, lắp viên pin vào. Đấy, lắp vào. Đấy, lắp vào cái chạy luôn. Và ở đây bên dưới nút nó có mấy công tắc này. Đấy, các bác muốn bật hay tắt thì các bác bấm cái này cho em. Đấy, nó sẽ bật tắt ở đây luôn, rất tiện dụng nhá. Con này thì nó dạng tăng đơ chất lượng rồi, nó cắt cực kỳ là sắc bén luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, dùng độ dùng cũng rất là khỏe, cắt rất ngọt luôn nhá. Đấy, cắt rất ngọt ngào ok luôn, cắt cực kỳ là đi tóc nhá, và cắt rất là sạch. Về các bác dùng để cắt tóc cắt tí các thứ ok luôn. 100.000 chọn bộ này nhá, 100.000 chọn một bộ này, và đi kèm là hai của nó là nó dùng cái pin này
Và cái hay của cái sản phẩm này là sử dụng cái pin rời các bạn. Pin rời là ví dụ như là nếu mà hỏng pin ấy là vẫn các bác vẫn có thể thay thế được. Và cái pin này bên em bán rất là nhiều. Nếu các bác muốn mua kèm thêm pin dự phòng thì bên em đang bán kèm thêm cho bác một viên pin 18650 này với giá sẽ là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác dự phòng. Còn nếu mà mua dùng ít thì mình có sẵn là pin ở trong này rồi, thì về các bác chỉ việc xài hết pin thì các bác lại cắm cái sạc này và các bác sạc nó thôi. Thế thôi. Giá sẽ là 100.000 nhá, tăng đơ rồng vàng. Đấy, chọn một bộ này là 100k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cắt rất là ngọt, cắt rất là sạch luôn, các bác cùng xem này. Cạo đến đâu đi tóc đến đó, siêu an toàn, dễ sử dụng. Đồng đơ đều khắc hình rồng đa năng, vừa dùng để cạo tóc vừa có thể dùng để cạo râu hàng ngày. Tiện lợi hơn mong. Đấy, con này cả cạo tóc cạo râu luôn nhá. Chi phí hàng triệu đồng không cần ra salon. Thay thế cho máy cạo râu thông thường, tiết kiệm chi phí cho nhiều lần sử dụng. Thoải mái tạo những kiểu tóc ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Đồng đơ rồng dùng được cho cả người lớn và trẻ em. An toàn tuyệt đối cho da. Bố mẹ nào ngại đưa con ra salon cắt tóc thì có thể tự tay cắt tóc cho con của mình ngay tại nhà, đảm bảo chưa đến 5 phút. Thật bất ngờ, tông đơ còn có chức năng chấn viền, tato 1001 kiểu quá đơn giản. Tóc dày hay dài đến mấy cũng có thể sử dụng được. Khi mua sản phẩm được tặng kèm 4 đầu lưỡi khác nhau, một chai dầu tra lưỡi, một bàn chải vệ sinh lưỡi cạo và một dây sạc USB tiện dụng. Nhỏ gọn nhưng tiện dụng vô cùng, mang theo bất cứ đâu, sử dụng bất cứ khi nào muốn. Thời gian sử dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc. Đấy, có thấy không? Rất ok luôn. Đấy, cắt cực kỳ là sạch sẽ nhá, cắt rất là ngọt ngào ngon lành luôn. Đấy, cắt cái là mẹ trắng phớ luôn này. Đấy, thấy không? Đi rất ngọt ngào nhá. Giá của nó sẽ là đi 100.000 trọn bộ luôn, đầy đủ phụ kiện bên trong hộp luôn nhá. 100k tăng đơ dọc vàng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ vít V46 này, bộ vít 46 chi tiết nhá. Em báo giá luôn, bộ này thì đang gửi bác giá sẽ là 120k nhá, 120.000 một cái bộ vít V46 này. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá, 120k. Sẽ gồm có 46 chi tiết, rất nhiều những cái đầu khẩu, đầu vít khác nhau. Đấy, về các bác xài sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền cũng có thể dùng luôn. Đây, chọn một bộ này. Đầy đủ đây. Đấy, nguyên hộp nha. Ở bên hàng trên này nó sẽ gồm có các loại đầu vít này, lục giác, hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ, đầy đủ cho bác luôn. Về các bác xài nhá. Bên dưới thì là những cái đầu khẩu này, tay khẩu này. Tô vít thanh nối dài, rồi là những cái thanh bẻ uốn cong, lò xo xoáy góc khuất này. Đấy, rồi là những cái lắt léo gật gù này, đầy đủ để về các bác xài luôn nhá. Đấy, chọn một bộ này là 46 chi tiết nhá. Đấy, 46 chi tiết trong một cái hộp nhá. Đấy, 46 chi tiết trong hộp này là về các bác xài, về anh em thợ thuyền xài sửa chữa đồ đạc cho mình, rồi là các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn. 120.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V46 nhá. Đấy, em đang gửi bác giá sẽ là mà 120k một bộ, một hộp là gồm 46 chi tiết, đầu vít, đầu khẩu, các thứ đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, là nguyên trong hộp này. Đấy, dùng xong là các bác lại cất trong hộp rất là ngon này, ngăn nắp luôn. 120k một bộ nhá. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nước, vòi nước các thứ này. Đấy, lên luôn cho bác đầu tiên đó là cái con vòi đôi này. Vòi đôi inox 304 nhá, một con vòi đôi rất chất lượng luôn. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều. Đấy, vòi đôi, con này nó sẽ gồm có một đường nước vào và hai đường nước ra. Đấy, và hai cái đường nước ra này thì nó sẽ có là hai cái khóa độc lập của từng đường nước một luôn. Đấy, thì các bác dùng đường nước nào thì các bác mở cho em đường nước ra, không dùng thì các bác đóng lại nhá. Hai khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng vòi nào mở vòi đấy, rất tiện dụng. Và nó có cả những cái đầu chụp đi kèm sẵn nhà luôn. Đấy, và các bác lắp vào, gen của nó sẽ là gen 21 nhá, và chất liệu của nó sẽ là su 304. Đấy, thấy không, su 304 này rất xịn sò, cầm một chiếc vòi nặng trịch luôn. Đấy, nặng trịch luôn. À, khâu khóa của nó sẽ là khâu đồng vàng ươm luôn này, con nhìn này. Đấy, giá của nó em báo luôn. Lên mã luôn em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi inox nhá. Đấy, vòi đôi inox 304, giá của nó thì em báo luôn 60.000 cho một chiếc vòi đôi nhá. 60k một cái. Đấy, 60.000 một cái vòi đôi inox 304, rất chắc chắn chất lượng. Đấy, vào một đường và ra hai đường. Và hai đường này sẽ có là khóa độc lập riêng biệt cho từng đường một luôn, rất tiện dụng nhá. Dùng vòi nào các bác mở vào đấy, không dùng các bác đóng vào. Đấy, rất tiện dụng. À, ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó là cái vòi đơn. Đấy, các bác thích một vòi cũng có luôn, vòi đơn nhá. Con này thì nó chỉ có một vòi thôi, về các bác lắp ở đường nước ra này mình. Đấy, đường nước xả này mình cũng ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng này. Và con này ví dụ lắp ở cái đường ra của máy giặt đấy, ở máy giặt nó hay có những cái đầu chụp này, các bác chụp vào là ok luôn. Đấy, thì đây là phần tay gạt này, tay gạt êm ái ngon lành luôn. Đây, gen nó gen vào đây, gen là gen 21 nhá, su 304. Hàng này của nó toàn bộ đây nó là dạng inox mờ các bác nhá, các bác nhìn này. Đấy, nó là dạng inox mờ, nó không phải inox bóng, nó là inox mờ. Đấy, như là nhìn nó là lạ chút này. Đấy, nhưng bây giờ người ta hay dùng inox này này. Inox này thì nó nhìn nó cái màu nó rất là bền. Đấy, nó không như những cái dòng inox bóng mà các bác dùng một thời gian nó bị xỉn, nhưng con này dùng nó rất là bền màu luôn. Đấy. À, con này thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ cái con vòi đơn nhá, vòi đơn inox 304. Đấy, vòi đơn này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k.
Đấy, vòi đơn là 50 nhá, còn vòi đôi là 60. Đấy, chênh nhau 10.000. Đấy, các bác lấy vòi nào thì lấy. Vòi đơn là 50, vòi đôi 60. Đây là con vòi đơn này. Đấy. Còn đây con vòi đôi này. Đó. Vòi đôi này là 60, vòi đơn này là 50 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em xem cái vòi nước. Tiếp theo thì đó là cái củ chia này, cái củ chia van chữ T ấy, nhiều bác cứ hay gọi là van chữ T hoặc là cái củ chia cũng được. Đấy, lên mã em sẽ cái van T, cái van chữ T hoặc là cái củ chia nước 1:2. Đó thì cái này về các bác lắp ở những cái đường nước nhà mình để chia đường nước ra. Đấy, một đường vào này và hai đường ra. Gen của nó thì cũng toàn bộ là gen 21, chất liệu thì cũng là su 304 nhá, dày rất chắc chắn cực kỳ. Các bác nhìn này, cái đường gen nó này rất dày luôn. Đấy, dùng các bác dùng con này thì rất là bền. Đấy, và ở đây là tích hợp cho em là một cái khóa hãm này nữa. Đấy, vừa khóa tắt nước cũng như là giảm áp lực nước nhá. Đấy, và con này rất là hay là ví dụ các bác lắp vào đấy là mỗi khi mà các bác cần dùng ấy, mà các bác muốn sửa chữa thì các bác khóa trong con này vào. Đấy thì các bác rất là tiện cho việc sửa chữa luôn. Đấy, bình thường là các bác phải ra đầu nguồn các bác khóa, nhưng ở đây các bác có sẵn cái khóa này, các bác khóa trực tiếp cái đường nước vào cho là các bác xài thôi. Giá của nó thì em báo luôn. Lên mã cho em sẽ là cái củ chia nước các bác nhá. Củ chia nước hoặc là cái van chữ T. Nó sẽ có hai tên gọi khác nhau. Thì các bác nhớ cho cái mã này nhá. Củ chia nước này. Củ chia nước hoặc là van chữ T cũng được, van chữ T. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000 nhá, 50.000 một cái củ chia nước hoặc là cái van chữ T đều được. Giá của nó sẽ là 50k. Về các bác vào một đường nước này và ra hai đường, và nó có cái khóa vừa giảm áp lực nước vừa bật tắt bằng cái khóa luôn, rất ok. Inox 34, 50k một cái nhá. Cái bàn là hơi nước của Socani này. Đấy, tiếp tục hàng về nhá. Đấy, sản phẩm này thì em báo giá luôn. Giá hiện tại thì bữa trước đang bán như là 350.000, hôm nay em về bác mức giá dễ mua luôn. Giá đang giảm chỉ còn có là đi 310.000. Và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bàn là hơi nước thế hệ mới của Socani nhá, của Socani, hàng rất xịn sò ngon lành nha. Đấy, thương hiệu Socani này. Công suất sẽ là 1500W nhá. Đấy, và sử dụng giúp em là điện 220. Cái dòng bàn là đời mới này của nó thì các bác không cần phải, bình thường ấy, là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải sắp ra bàn này các thứ này, tìm những chỗ mặt phẳng để các bác là. Đấy, nhưng con này là rất là tiện, là nó dùng cái chế độ hơi nước, là các bác chỉ việc là treo quần áo lên và các bác vẫn có thể là được nhá. Đấy, nó rất là rất là nhanh. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn tiện lợi, các bác cũng có thể là mang đi chơi, mang đi du lịch được luôn đây này. Đấy, khi mà gấp gọn mà nó rất là gọn luôn. Đấy, mang đi chơi, mang đi du lịch cũng rất là tiện dụng nhá. Thì hướng dẫn các bác cách xài luôn này. Thì về các bác lấy ra, sau đó các bác mở nó lên này. Đấy, còn các bác muốn gấp gọn mà các bác kéo lên cái khóa này, là các bác gấp gọn vào. Đấy, và các bác mở lên kêu tài cá là xong. Và các bác rút cho em này ra. Đấy, rút cái hộp này ra. Cái hộp này nó sẽ chứa nước nhá. Mở cho em cái van này ra, cái nắp này ra này, cho nước đầy vào đây. Và các bác lại đậy kín cho em cái nắp này vào. Đấy, đậy kín cái nắp này vào và các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó khớp vào. Và bắt đầu là các bác cấp nguồn cho nó nhá. Và khi mà cấp nguồn nó báo đèn đỏ ở đây. Và các bác chỉ việc bấm ở đây thôi. Đấy, ở đây nó có nút bấm này. Đấy, bấm kêu lên tạch 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 này, tạch này. Đấy, là cứ thế là hơi nước nó sẽ phun ra và nó, các bác cứ thế này các bác dí. Đấy, cứ quần áo các bác treo phẳng này, các bác dí trực tiếp quần áo các bác vuốt cho em, vuốt cho em. Đấy, con này thì riêng con này thì nếu mà các bác về mà là không phẳng thì bên em cho bác giả lại luôn. Đấy, hàng này bên em bán cực kỳ nhiều và các bác rất là khen, mà nó dùng rất là tiện. Bình thường là những cái bàn là đời cũ là các bác cứ phải giải ra rồi là sắp bàn sắp xếp các thứ, những cái mặt phẳng ra để các bác làm nó rất là bất tiện mất công. Như con này các bác chỉ việc treo lên, sau đó các bác cầm các bác vuốt cho em thôi, rất tiện dụng mà ngon lành nhá. Đấy, nó là dòng bàn là thế hệ mới. Bây giờ giá thì bình dân thôi, 310.000 một chiếc bàn là hơi nước của Socani nha. Công suất 1500W và sử dụng giúp em là điện 220V. Đấy, 310k một chiếc, bao ship luôn. Hàng mới keng nguyên hộp, hàng hãng đàng hoàng nhá. Rất chất lượng ngon lành. Đây em sẽ cho bác xem thực tế video về sản phẩm này. Con này em bán rất là hay. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Đấy, có thấy không? Đi hai đường cái phẳng lì luôn này, có thấy không? Quần kaki, áo khoác, tất cả đều dùng ngon. Đấy, nó dùng cho tất cả các loại vải luôn, là nhanh lắm mà dễ là cực kỳ ngon luôn. Trừ nhẹ là cái bình nước này chỉ 130ml thôi, thì nó chỉ dùng được cho hai cái áo sơ mi, hai cái quần hoặc là một cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước, các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Đấy, có thấy không? Sau một năm sử dụng là các bác thấy người ta review nhá, xứng đáng ba chữ là ngon, bổ, rẻ nhá. Đấy, và em thêm cho bác nữa là một cái từ nữa là chất lượng. Đấy, ngon, bổ, rẻ, chất lượng, nói chung là rất ok luôn. Đấy, dùng cái con bàn là
hơi nước đời mới này dùng thích á. 310 cao nhá, 310.000 một chiếc này bao ship. Con này là cái đợt đầu tiên mà nó mới ra này như hơn 500 ấy, nhà em mua cách đây khoảng tầm hơn 2 năm rồi, nhà em xài con này dùng nghiện luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, 310k bàn là hơi nước của Socani quá nhá. Sao vào tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái cây vệ sinh, cây chổi quét bụi trần nhà nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây chổi quét bụi trần nhà, em báo giá luôn. Một cái cây này bên em đang gửi bác giá nó chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Một cái cây chổi này nó sẽ gồm có là một đầu chổi và đi kèm là một cái cây cán chổi. Cái cây cán chổi rất hay là nó có thể kéo ra và thu vào được các nhá. Rất tiện dụng luôn đây. Em sẽ mở cho bác thực tế một cái cây về cái mã này này. 50.000 em bán cực kỳ nhiều cây luôn. Về các bác vệ sinh trần nhà thì nhức rất sạch sẽ ngon này. Đấy, trần nhà nhiều màng nhện các bác mua cho em cái cây này về. Đấy, và khi mà bình thường là các bác thu gọn nó sẽ như này, còn các bác kéo dài ra nó được dài hơn 2m cơ, 2m3 này, 2m4 ấy, nó khá là dài. Đấy, cộng với người các bác nữa vào khoảng tầm hơn mét nữa rồi là trần khoảng tầm 3-4m là các bác chiến cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, về các bác vặn cái con này vào này, đấy, vặn vào. Và lúc nào mà xài các bác rút cho em con này ra. Đây, rút ra. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đấy, rút ra cái này nó nhiều dạng cần câu mà. Đấy, kiểu dạng cần câu các bác rút ra. Đây, coi nhìn này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đó, kiểu dạng cần câu. Và lúc nào mà cần thì các bác lại thu vào thành một cái chổi ngắn để các bác vệ sinh bên dưới, ví dụ như là thành một cái cây chổi lông xù để các bác vệ sinh bàn ghế bên dưới, còn lúc nào muốn dài vệ sinh trần nhà các bác rút ra. Đấy, và lúc nào muốn gọn nữa thì các bác tháo ra như này. Đấy, tháo ra nó sẽ gọn vào nhà luôn. Là 50.000 nhá. 50.000 một cái bộ chổi quét trần nhà này. Đấy, cả cán cả đầu chổi luôn là 50k. Và cái đầu chổi rất hay là các bác có thể bẻ cong lên nha. Đó, những cái vị trí ở ngóc ngách các bác luồn vào để các bác vệ sinh cho, rất ok. 50k một cây nhá, 50k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngon lắm, con này bán cực kỳ nhiều luôn. Thôi mà có thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận. Nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào, thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k nhá, 50k cây chổi quét bụi trần nhà kéo ra thu vào được nhá, quét trên giờ ra đất tất luôn. 50k một bộ nhà có nhá, 50k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái túi thể thao này. Các bác lên mã nha, sẽ là cái túi thể thao đeo bụng nhá. Túi thể thao là các bác đeo bụng đeo hông để các bác chạy bộ này, tập thể dục thể thao rất tiện dụng luôn. Đấy, bình thường là các bác hay đi tập thể dục thể thao, các bác mang tiền này, mang điện thoại này, mang chai nước đi này, mang chìa khóa thứ đi, mà các bác cứ ở cầm tay cái thứ giờ nó rất là bất tiện. Đấy, thì các bác có một cái giải pháp rất hay là các bác mua trong cái túi về, sau đó các bác đeo vòng qua bụng, đeo vào hông ấy, và các bác để những cái đồ dùng cần thiết các bác mang đi. Đấy, đi chơi tập thể dục thể thao này, đi đạp xe này, đi chạy bộ này. Đấy, các thứ rồi. Nói chung là tất cả các món thể thao luôn các bác đựng vào đây. Xem. Đấy, những cái ngăn to này các bác đựng tiền, đựng ví này, đựng điện thoại lên này. Rồi là có những cái ngăn nhỏ. Ngăn nhỏ bên hông này các bác đựng chìa khóa này đây. Bên hông nó có một cái ngăn nhỏ nữa để các bác đựng chìa khóa thứ vào đây cho em ok. Và một cái ngăn rất hay là cái hông bên này là một cái hộc nhai để các bác để chai nước này. Đấy, và đằng ở bên này là cái dây. Cái dây nó các bác đeo qua bụng, sau đó các bác cài nó vào. Đấy, cái này con này cài ra tháo vào cũng rất là tiện. Đấy, ấn vào cái tạch cái xong các bác muốn mở ra ấn cho em cái ra. Đấy, và cái dây này các bác có thể thu ngắn lại và các bác cho dài ra được nhá, tùy chỉnh theo cái vòng bụng của bác nhá. Đấy, và cái con này nó co giãn nó rất là ô bụng luôn, các bác chạy bộ cho em thoải mái không lo nó bị rơi rớt rồi. Đấy, rất ok. Đấy, rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em xe này. Cái mã hàng đó là cái túi thể thao nhá, túi thể thao, túi dành cho chuyên dùng cho anh em dân thể thao. Đấy, mang đồ đạc các bác đựng vào cho em rất ok. Túi thể thao giá nó sẽ là 30k nhá, 30k. Lên mã em sẽ là túi thể thao này, 30.000 một cái túi thể thao này, dùng rất tiện luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này dùng hay lắm. Đấy, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao nhá. Đấy, mang đồ mang đạc đi các bác đựng vào cho em rất là gọn gàng ok luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy, đeo vào qua hông như này nhá. Đấy, các bác cài đeo vào. Đấy, các bác đựng những cái đồ cần thiết này, mình điện thoại, tiền nong qua thứ giờ các bác đựng hết vào cho. Đấy, ngon lành kinh đào luôn nhá. Đấy, đẹp đĩa ngon lành luôn. Chạy bộ thoải mái không lo rơi rớt ra nhá. Đó. Chạy nguỳ quịch luôn không lo rơi rớt nhá. Giá thì bình dân thôi, 50k, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao. 30k nhá, 30k túi thể thao nhá. Lên mã em sẽ là túi thể thao đi đâu không. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ sáp ong. Các bác cứ lên mã cho em xin cái lọ sáp ong. Cái này sẽ có công dụng là bảo quản đồ gỗ cũng như là đánh bóng, cải tạo lại cái chất gỗ nó mới lên nhá, nó mới lên, nó bóng lên, nó đẹp lên. Đấy, thì cái này 100% là từ
sáp ong tự nhiên. Đấy, một hộp này là 80g nhá, một hộp 80g thì về các bác cứ xoáy ra. À, bóc ra sau đó các bác phết lên đầu gỗ như mình. Đấy, sau đó các bác dùng một cái bàn chải các bác đánh các bác trà đi. Đấy, trà đi nó sẽ bóng gỗ lên và nó bảo quản gỗ nhá. Bảo quản gỗ không bị mối mọt này. Thứ hai là nó sẽ làm bóng gỗ đẹp gỗ lên nhá, rất là ok luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ sáp ong. Một lọ sáp ong 100% là từ sáp ong tự nhiên này. Đấy, giá của nó bình dân thôi. 20.000 nhá, 20.000. Một cái lọ sáp ong nha. Đấy 20.000 một lọ sáp ong chuyên dùng để đánh bóng cải tạo đầu gỗ lại rất là đẹp luôn. Đấy 20k một hộp, một cái hũ sáp ong 80g đâu nhá. Đấy 20k một hũ về các bác xài sử dụng dùng để đánh bóng cải tạo đầu gỗ, bảo quản đầu gỗ nhá, rất là ok luôn. 20.000 một hũ các bác nhá. Tiếp theo nữa thì đó là cái chai xịt mạ chrome inox này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Chai này thì sẽ có dung tích là 350ml tương đương với lại là 180g. Đấy chuyên để các bác dùng về để các bác xịt vào những cái chỗ mà nó bị rỉ sét để nó làm mới cái đồ, những cái đồ kim loại lên. Ví dụ nó bị rỉ sét thì về các bác đánh sạch những cái rỉ sét đi. Sau đó các bác xịt lên thì nó sẽ bóng nó mới lên rất là đẹp luôn. Đó thì một cái chai này bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một chai nhá. 50k một chai. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox này. Đấy xịt mạ inox nó bóng bóng kiểu màu inox rất là đẹp luôn. Đấy, mà nó cái độ bám dính rất là cao, cái độ bám dính cực kỳ cao nhá. Các bác về vệ sinh cái chỗ các bác cần xịt, sau đó các bác xịt lên nó rất là mới, rất là đẹp, bóng đẹp lắm. Đó thì một cái lọ này là 50.000 nhá. 50.000 một lọ này là dung tích là 350ml nhá. Đây em sẽ xịt cho bác con này. Đây trước khi các bác dùng các bác nhớ giúp em là lắc đều lên. Đấy lắc đều nhá. Lắc thật đều lên, sau đó các bác xịt vào những cái chỗ các bác cần xịt. Nhớ là trước khi xịt các bác vệ sinh sạch sẽ các chỗ các cần xịt đi nhá. Đấy vệ sinh sạch sẽ đi. Đây nha, đây em sẽ xịt cái chỗ này để cho các bác coi này. Đây, em xịt thử nha. Đấy có thấy không? Nhìn mới bóng luôn này. Thấy không? Các bác nhìn hai bên khác hẳn nhau này. Đấy một bên chưa xịt này, bên xịt rồi này. Đấy nhìn nó bóng lên rất là đẹp luôn này. Đấy bóng điện và nhìn nó sáng bóng luôn nhá. Đấy hai bên nhìn khác nhau. Đấy các bác để cải tạo những cái chỗ mà nó rỉ sét. Đấy nó làm bóng làm đẹp lên. Đấy nó gọi là cái chai sơn xịt mạ inox nhá. Đấy sơn xịt mạ inox một chai này là 50.000 thôi, giá bình dân lắm mà rất là hay. Về những cái đồ vật nhà mình nó cũ kỹ các bác xịt vào cho nó mới nó đẹp lên. 50k nhá, chai xịt mạ inox. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cân tiểu ly. Đấy cân tiểu ly, cân tối đa được là 5kg nhá. Lên mã em sẽ là cái cân tiểu ly này. Cân tiểu ly. Giá của nó thì em báo luôn 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái cân tiểu ly này. Đấy, mới nguyên hộp luôn, về các bác xài sử dụng. Mình cân gia vị trong nhà bếp này, cân công thức làm bánh này rồi là các thứ rồi. Cân đồ gia vị nấu ăn. Đấy cân gam rất là chuẩn luôn nhá. Đấy thì về các bác bóc ra sau đó các bác lắp pin vào là xài thôi. Con này nó dùng 2 viên pin tiểu con thỏ. Đây hàng của nó mới keng này. Đấy mới keng luôn. Đó. Con này cân chuẩn lắm, cân mà cân rất là hay, cân nhà bếp có thứ các bác cân rất là ngon luôn. Đó. Sử dụng cân gia vị, cân các thứ rồi. Về thì tháo cho em cái nắp đằng sau này. Đấy, lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài. Đây, đấy các bác lắp cho em 2 viên pin vào đây. Lắp vào cái là nó nhận nó lên hiện lên màn hình luôn nhá. Đây. Đấy, khi mà lắp vào cái là nó hiện thông số trên màn hình luôn. Là toàn bộ cái thông số là nó sẽ hiện tất trên cái màn hình này các bác nhá. Đấy và nó cân tối đa được là 5kg nhá. Đấy cân tối đa được là 5kg. Thì về thì khi mà các bác cân thì nhớ giúp em là các bác để những cái chỗ nào mà thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Còn nếu mà các bác để những cái chỗ nào mà nó bập bênh ấy, đấy, mà nó không bằng phẳng là cân nó sẽ bị sai lệch. Đây em sẽ cân test bác coi, các bác nhìn vào cái chỗ màn hình này nó sẽ hiện đây này. Đây. Đây em cân một cái thước ở đây chẳng hạn này. Đó. 315g nhá. Đấy rất ok, nó sẽ báo thông số trên này luôn, chuẩn lắm. Đó. Đây cân một cái nhẹ nhẹ hơn một chút này. Đó, 115g này, nó báo luôn này. Đấy, báo luôn cho bác nhá. Báo luôn. Đây, ví dụ như là một cái cây kìm khá là nặng này. Đó, 360 này. Đấy nó có báo luôn cái thông số trên cái màn hình luôn nhá, rất tiện. Đấy, về các bác cân gam nhá. Đấy cân gam. Cân những cái công thức nấu ăn, cân ví dụ mắm muối mì chính ở trong nhà bếp này rồi là cân thuốc, cân men các thứ rồi. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy và nhớ giúp em là để những cái chỗ nào cân thật là bằng phẳng nhá. Và các bác cân. Ở đây nó có một cái nút on off, lúc nào các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, tắt đi cho nó đỡ tốn pin nhá. Đó, thì báo giá lại một lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái mã hàng đó là cái cân tiểu ly, cân tối đa được là 5kg nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái.
Sản phẩm tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp viên tẩy lòng giặt nhá. Một hộp này là 12 viên, về các bác chuyên dùng để các bác tẩy vệ sinh cái máy giặt của bác nhá. Cái máy giặt của bác là các bác giặt lâu ngày là nó rất hay bị những cái cặn bẩn các thứ ra. Đấy, do các bác giặt quần áo là nó sẽ bị két ở trong đấy. Thì các bác một cái cách vệ sinh nhanh nhất, đấy không cần phải gọi thợ thuyền gì, là các bác mua cho một cái hộp này về. Một hộp này là 12 viên. Đấy, một hộp là 12 viên nhá. Thì các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Đấy, tương đương với lại là 12 tháng là cho 12 viên nhá. Đấy, 12 tháng là 12 viên. Là các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Cái con này thì cách sử dụng em báo bác luôn. Thì về các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt lên. Sau đó là các bác thả cái viên này vào. Và các bác ấn bắt đầu là máy nó chạy, là các bác thả cái viên này vào. Và bắt đầu là cứ để máy nó chạy là nó sẽ kết hợp với cái viên này, nó tẩy vệ sinh, kết hợp cái viên này nó tẩy vệ sinh cái lồng giặt rất là sạch sẽ, thơm tho luôn. Đấy, giá thì một hộp này chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp là 12 viên. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok, thơm tho quần áo. Tẩy lồng giặt này, hộp tẩy lồng giặt 12 viên nhá. Giá của nó sẽ là 20.000, một hộp viên tẩy lồng giặt là 12 viên nha. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên. Về cứ thả trực tiếp trong lồng giặt, bật chế độ vệ sinh lồng giặt và bắt đầu nó kết hợp viên này là tự động là nó sẽ tẩy sạch lồng giặt thôi, rất là tiện dụng mà dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Sạch sẽ ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình, đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lồng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3-5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1-2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lồng giặt sẵn rồi, cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời ơi, kết quả sạch bong kinh kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi. May quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 nha, hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên. Đó. Tiếp theo thì đó là cái hộp viên vệ sinh bồn cầu này. Đấy, hộp viên vệ sinh bồn cầu nhá. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là khử mùi này, diệt khuẩn này, làm sạch mảng bám ở trong bồn cầu này. Đấy, giúp bồn cầu sạch sẽ, thơm to hơn. Đấy, diệt sạch vi khuẩn gây hại gây bệnh nhá. Thì một hộp này cũng là 12 viên luôn. Đấy, cũng hàng của Nhật nhá, rất xịn sò. Đấy, một hộp là 12 viên. Cái này thì về các bác cứ thả trực tiếp vào trong cái két nước nhá, bóc cái giấy bóng ra này. Đấy, thả trực tiếp vào trong két nước là các bác xài. Một hộp này là cũng 12 viên, tương đương với lại là các bác dùng cho em cứ một tháng là các bác dùng một viên này, thả trực tiếp vào trong cái két nước như mình. Hoặc bác nào mà không có két nước các bác thả trực tiếp vào trong bồn cầu cũng được. Đấy là nó sẽ sủi tan ra và bắt đầu là nó sẽ vệ sinh, khử mùi, diệt khuẩn, đấy, thông tắc, rồi là làm sạch cái bồn cầu như mình nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu, đấy, tẩy sạch bồn cầu nhá, hộp vệ sinh bồn cầu. Một hộp là 12 viên, giá của nó thì cũng chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu, đấy, viên thả bồn cầu, một hộp 12 viên, giá sẽ là 30k. Đấy, vệ sinh bồn cầu này, vệ sinh bồn cầu nhá, một hộp là 20.000, 12 viên, cũng rất là sạch luôn. Thả trực tiếp vào trong két nước hoặc là thả trực tiếp vào trong bồn cầu luôn. Một hộp 12 viên dùng cho em mỗi tháng một viên nhá, đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok, ngon lành luôn. Đấy, mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ keo đa năng, dính cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, thay thế các dòng đinh vít các thứ rồi, các bác mua cho em cái lọ keo đa năng này về. Đấy, thì một típ này bên em cũng bán giá bình dân thôi, 20.000 nhá, 20.000 một típ keo đa năng nha. Đấy, 20.000 cho một típ keo đa năng. Đấy, 20k nhá, 20k. Các bác nào mà lấy các bác nào lấy 3 típ nhá, 20k này một típ này, các bác nào lấy 3 típ thì bên em sẽ để cho bác giá là 50.000 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là lọ keo đa năng. Đấy, màu xanh đen này này. Đấy, màu xanh đen. Một típ này của nó sẽ là có trọng lượng là 60g, về các bác dính cũng thoải mái luôn đấy. Đấy, thì con này thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì các bác khi mà các bác dính thì các bác cố định cái chỗ mà các bác cần dính vào, sau đó các bác dính vào và các bác để cho em trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ. Đấy, thì keo nó mới cứng, nó mới khô được, nó không phải dạng khô nhanh như 52 đâu, nên là nhiều bác cứ tưởng là nó khô nhanh như 52, nó cứ bảo về không, bảo không dính. Các bác cứ để hết cái thời gian đi thì đảm bảo bác là nó cực kỳ là dính luôn nhá. Đây này, các bác nhìn này, để trong vòng từ đến tối đa đến 72 tiếng này. Đấy, đến 72 tiếng là nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của con keo nhá, dính chắc lắm. Đấy, dính ok lắm, mà giá bình dân. Nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, dùng rất hay. Dính gỗ, dính sắt, dính các kiểu, lại dính các loại vật liệu luôn, dính ngon lành cành đào. 20k một típ nhá. 3 típ là 50.000 nhá. 3 típ thì là 50.000. Lên mã cho em sẽ là cái keo đa năng xanh đen nhá. Đấy, keo đa năng xanh đen. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. 2
quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. 1 2. Nó chắc thật sự luôn. Keo dán đa năng, bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nhá. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó rẻ anh em ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì các bác nhớ giúp em là các bác để keo nó khô trong vòng từ 48 cho đến 72 tiếng thì keo nó khô, nó với kết dính, nó với phát huy hết tác dụng của nó. Và nhớ giúp em là khi mà các bác dính cái đồ vật nào ấy thì các bác nhớ giúp em là định vị nó không bị xê dịch thì nó sẽ chết cái keo đấy, thì nó sẽ dính được rất là chắc luôn. Đấy, các bác mà bị xê dịch hoặc các bác để nó thiếu thời gian là nó sẽ không phát huy hết cái tác dụng của con keo nhá. Đấy, một típ này là 20k, các bác lấy 3 típ là 50.000. Lọ keo đa năng một típ là 60k, keo đa năng màu xanh đen này này. Lên nhanh luôn các bác, đó là cái cuộn dây phơi đồ 5m này, em báo giá luôn. Một cuộn này thì bên em gửi bác giá nó chỉ có 10.000 một cuộn thôi. Đấy, một cuộn dây phơi đồ là 5m, báo giá bác luôn 10.000. Đấy, nó là dòng cuộn, nó là dạng dây phơi, dạng dây cước bện nhá các bác nhá, dây cước bện. Dòng này thì em bảo hành cho bác luôn, các bác cứ cho em ra nắng mưa thoải mái bảo hành cho bác luôn nhá. Đấy, riêng dòng này không lo mục luôn, vì thực tế thì em xài con này khoảng tầm 2 năm nay rồi. Em cũng có mấy sợi em vắt ra ngoài để em phơi đồ nha em ấy. Nhất là em cứ vắt ra ngoài nắng mưa thoải mái, em không thèm thu vào luôn, cứ vứt đấy vạ vật đấy thoải mái mà nó không vấn đề luôn các bạn. Đấy, vì nó là những cái dòng sợi cước nhỏ nó bện với nhau này, mà cái cước này các bác để ngoài nắng ngoài mưa cũng thoải mái luôn, nó rất là bền bỉ mà nó nồi đồng cua đá dã man. Đấy, và cái con này rất là hay là khi mà các bác phơi nó chia ra những cái ô này, các bác phơi các bác móc quần áo và nó không bị xô áo nhá. Bình thường là các bác dùng những cái dây kia là phơi là nó hay bị xô đồ vào ấy, phơi rất là khó chịu. Nên con này đây là nó chia ra những cái khoảng này, các bác cứ móc vào những cái khoảng này là không là quần áo nó bị rơi hoặc là nó bị xô vào với nhau. Đấy, thì ở đây thì ở những cái đầu nó sẽ có kèm những cái móc luôn. Đấy, về các bác móc vào những cái chỗ mà các bác cần móc. Đấy là các bác xài thôi. Một cuộn này dài 5m nhá. Đấy, nếu mà thiếu thì các bác có thể mua 2-3 cuộn một lúc cũng được. Đấy, vì giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cuộn dây phơi đồ 5m nhá. Giá của nó đang bán là 10k, nó là dạng sợi cước bện siêu bền nhá. Đấy, siêu bền, chịu mưa chịu nắng cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Rồi mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi này. Các bác lên mã cho em sẽ là cái cuộn dây phơi quần áo, dây phơi đồ. Em báo giá luôn. Cuộn này thì bên em gửi bác giá thì cực kỳ hạt rẻ bình dân. 10.000 một cuộn này các bác nhá. 10.000 một cái cuộn dây phơi có chiều dài kích thước là 5m này. Chất liệu của cái dây phơi này thì của nó là sợi cước các bác nhá. Nó là cái sợi cước nên là các bác xài ở cái thời tiết ngoài trời như là mưa bão này rồi là nắng mưa các thứ là xài cho em thoải mái luôn. Riêng cái dòng dây phơi này bên em bảo hành bác luôn nhá, chỉ có 10.000 thôi, bảo hành cho bác luôn về độ bền. Cái vì em xài cái dây này khoảng tầm hơn năm nay rồi, em xài em cứ vứt ở trên mái nhà em ấy, cứ trời nắng trời mưa thoải mái luôn, mà lên nó vẫn còn chắc, có nghĩa là nó không có độ mủn luôn, không có tí mủn luôn, có nhìn này. Đấy, nó rất nhiều những cái sợi cước nhỏ nó bện vào nhưng rất là chắc luôn. Và nó sẽ ở hai đầu là nó sẽ có những cái móc này để các bác móc vào những cái vị trí các bác cần móc này, và các bác kéo căng ra để các bác phơi đồ các thứ này, rồi là ví dụ là mình làm thành một cái dàn leo cũng được. Đấy, mua con này về các bác bện thành một cái dàn leo rất ok, vì con này nó chịu nắng chịu mưa rất là tốt nhá. Đấy, sợi cước này, và đặc biệt là con này khi mà các bác phơi đồ là nó có những cái lỗ nhỏ này để khi mà các bác mắc những cái mắc áo vào nó không bị bay nhá, gió to thứ là nó không bị bay, nó không bị siêu vẹo. Bình thường là các bác hoặc nó không bị dồn quần áo, bình thường là các bác hay dùng những cái dây bình thường là nó gió to chứ là nó hay bị rơi mắc áo hoặc là hay bị dồn quần áo vào. Những con này đây thiết kế những cái khe này, đấy, về các bác sử dụng nhá, phơi nó không bị dồn quần áo rất là hay luôn. Đấy, thì một cuộn này là 5m này, đấy, về các bác xem mua cho em 1-2 cuộn về là cũng thoải mái phơi rồi. 5m đấy, chập vào, nếu mà muốn nối thêm thì mua thêm 2-3 cuộn đấy, thì cứ tăng thêm chiều dài lên 5-10-15 đó, thì chỉ có 10.000 một cuộn này thôi nhá. Lên mã em sẽ là cái cuộn dây phơi 5m nhá, 10k một cuộn này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dây phơi đồ đa năng, dây dài tận 5m, chất liệu dây cước ni lông nên rất bền bỉ chắc chắn, dây chịu nặng lên đến 50kg, thiết kế từng ống nhỏ rất thông minh, dù gió thổi mạnh đến đâu cũng không bị dồn quần áo.
sản đấy, phẩm ở phần trưng bày nhé. Lắc thoải mái đây không lo nó bị rụng bị rơi nhá, rất chắc chắn luôn, bảo anh bác luôn nhá. Dòng dây dây sợi cước này rất là bền các bạn, mà chiều dài 5 mét rất ok, 10.000 một cuộn dây phơi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lõi lọc nước dùng cho nước sinh hoạt này các bác này. Tại vì cái lõi lọc này rất là hay, về ví dụ như nước nhà bác hay bị cặn bẩn này, đấy, rồi là những cái dạng tạp chất các thứ rất là nhiều, mà đặc biệt là cái máy, cái nước nguồn nước ấy, nó ví dụ như là các bác dùng để sinh hoạt này, rồi là cho vào máy giặt này, cho vào máy lọc nước, cho vào bình nóng lạnh, mà những cái rác này vào rất hay bị tắc. Đấy thì các bác mua cho em cái bộ lọc này về, đấy, mua cho em cái bộ lọc về là các bác lắp ở những cái vị trí đầu nguồn vào những cái thiết bị mà các bác muốn lọc nhá, ví dụ như là máy giặt này, rồi là bình lọc nước này. Đấy, bình lọc nước, rồi là bình nóng lạnh này, rồi là nguồn nước mình sinh hoạt cũng ok luôn. Đấy, về các bác lắp vào. Gen nó sẽ là gen 21 nhá. Gen này, đấy, gen gen đồng luôn này. Đấy, con bên dưới. Đây đầu vào này, đây đầu ra. Đấy, về các bác lắp vào, và cái con này nó có thể tháo ra để rút cái lõi này ra để các bác vệ sinh này. Đấy, rút cái lõi này ra. Lõi này em không rõ lắm mà. Đây, nó có thể rút cái lõi ra để các bác vệ sinh nhá. Đây nó có một cái màng lưới, mấy cái màng lưới này. Đấy, các bác rút ra các bác vệ sinh. Rất là dễ dàng vệ sinh và sử dụng luôn. Đấy, và giá nó bình dân thôi. Em báo giá bác luôn nhá. 50.000 nhá, 50.000 một cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt nha. Đấy, 50.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt. Giá của nó sẽ là 50k một cái. Đấy, lõi lọc nước này, hoặc là bộ lọc nước được. Cái lọc nước sinh hoạt đi. Đấy, lọc nước sinh hoạt nhá. Giá của nó sẽ là 50k một cái lọc nước nha. 50.000 một cái, dùng hay lắm. Đấy, lọc cho những cái thiết bị máy giặt tủ, máy giặt, rồi là bình nóng lạnh, bình lọc nước các thứ rồi. Đấy, lọc qua đi một chút để cho nó sạch những cặn bẩn trước khi vào để nó xử lý tốt hơn. Mà ví dụ là vào máy thì nó đỡ những cặn bã này thì nó sẽ đỡ bị tắc máy các thứ nhé. Rồi là gây hỏng máy, gây cháy máy. Đấy, nó rất là nhiều những cái công dụng hay của cái sản phẩm nhé. Mà giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân mà rất nhiều tác dụng hay. Đấy, các bác cùng coi video. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhé. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn. Và bây giờ sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Và xả ra cho bác xem nhé. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 để về nhá. Đấy, mình lắp vào như thế này để mình kết nối nhá. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi, như vậy ok nhá. Đấy, nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra thôi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhá, là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch, đấy, đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình này ạ. Củ lọc này thì em mình vừa bán này và vừa dùng thực tế ở gia đình luôn, thực sự là hiệu quả đấy ạ. Chưa đến 100.000 đâu, bác nào cần dùng thì sản phẩm em để ở góc trái mình đấy ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm ấy nhá, chưa đến 100.000 đâu, giá rất là bình dân thôi mà rất là tốt cho an toàn và sức khỏe này, rồi là các thiết bị nhà mình sử dụng nhá. 50k lên mã cho cái củ lọc nước sinh hoạt nhá, 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ đầu cắt tôn máy khoan. Cái bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá cho bác luôn. Đấy, bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về bác mức giá rất hạt rẻ, dễ mua luôn này. Giảm còn có 100.000 một bộ này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ đầu cắt tôn. Đấy, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy khoan. Về các bác có cái máy khoan pin, máy khoan điện, máy khoan cầm tay, các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác xài, các bác sử dụng nhá. Đấy, nó dùng để chuyên dùng để cắt tôn nhá. Đấy, cắt tôn rất tiện luôn. Cái này chắc là nhiều bác nghe rồi nhưng mà nhiều bác cũng có thể là chưa biết. Đấy thì đây. Nó sẽ gồm có là một cái đầu này. Đấy, nó có những cái múi này. Đấy, thì về các bác lắp vào thì nó sẽ quay cái múi này nhá. Và nó sẽ cắt và nó sẽ quay kèm cả này nữa, và khi mà nó nghiến vào cái mũi tôn nó sẽ đứt cái mũi tôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn, cắt ngọt lắm, cắt ok đấy. Cái này em bán cực kỳ nhiều và đi kèm là những cái phụ kiện để các bác lắp đặt vào này. Thì ở đây nó có hướng dẫn cách các bác lắp đặt luôn nhá. Đây có hướng dẫn cách các bác lắp đặt. Nói chung là con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt và sử dụng thôi. Về có máy khoan là các bác lắp vào là xài thôi nhá. Giá là bình dân, chỉ có 100.000 bộ thôi. Đấy, thay những cái con kéo thứ ra, các bác cắt nó rất là vất vả, mất công. Các bác mua cho em cái bộ về, cắt rất là nhàn, dễ cắt mà dùng rất hay lắm, mà dùng hay lắm, bán cực kỳ nhiều. Con này em bán nhiều lắm, mà đợt này giá nó đang rất tốt rồi. Giá chỉ còn có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là cái đầu cắt tôn máy khoan, 100.000 bộ đây.
các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Các bác cùng coi này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn phát tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi này nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn, cắt tôn như cắt giấy luôn, mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này rất ok luôn, tôn thẳng cũng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Các bác nhìn cắt tôn thẳng này. Đó đấy không, cắt rất là ngọt nha. Đấy, cắt tôn múi hay là tôn thẳng cũng rất ok. Các nhìn tôn múi này, đấy, cắt ngọt cực kỳ luôn. Đấy, cắt ngon lắm. Đấy, chuyên dùng thì các bác cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn sử dụng cho máy khoan, giá hiện tại em đang bán giá là 100.000 bộ nhá. Tiếp theo thì một cái bộ vít cực kỳ hot và hôm nay em cũng về hàng và cũng lên báo giá lại cho bác luôn, báo cái giá xả kho bác luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ vít V38 này, nó sẽ gồm có 38 chi tiết nhá. Bộ vít V38 bữa trước đang bán với bác là 350.000, hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn, 260.000 một bộ, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, 260.000 một cái bộ vít V38 này. Đấy, sẽ gồm có 38 chi tiết này, gồm có các đầu khẩu từ 5 cho đến 14 này. Đấy, rồi là những cái đầu vít này, cộng này, trừ này, sao này, hoa thị, lục giác đầy đủ hết luôn này, đầu u, đầu tam giác các thứ này. Đấy, rồi là thanh nối dài các thứ này, tay lắc, rồi là cây tô vít các thứ đầy đủ luôn. Thì đây một cái bộ này nó chỉ có 260.000 thôi, hiện tại nó giá đang rất tốt, giá bao giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Ở đây trên những cái dãy trên này sẽ gồm có các loại đầu vít này, đầu cộng, đầu trừ, lục giác này, hoa thị này. Đấy, ở đây những cái thanh nối dài thứ này, thanh phụ kiện này, một cái thanh thì rất là hay, đó là cái thanh lò xo. Đấy, cái thanh lò xo này thì các bác có thể xoáy những cái vị trí khó để các bác có thể luồn lách cái này vào để các bác bẻ đi, các bác vẫn có thể xoáy được nhá. Đây này, đấy, cái thanh lò xo đây rất là hay. Rồi bên dưới thì nó sẽ gồm có là một cái phần tay lắc có nhá. Đấy, tay lắc này, tay lắc 1/2, bộ đây là hàng của Đức nhá, hàng của Đức này, made in Germany. Đấy, thấy không, made in Germany. Tay lắc 1/2 có đảo chiều xoáy nhanh các bác luôn. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá các bác nhá. Đây, đấy các bác nghe tiếng tạch tạch các bác biết đảo chiều xoáy nhanh là ok rồi. Đấy, rồi ngoài ra là ở đây dãy bên dưới này là những cái đầu khẩu này, ở đây thì sẽ có là một cái cây tô vít này. Đấy, cũng in chữ made in Germany luôn này, hàng của Đức rất xịn sò nhá. Con này thì cái cây tô vít các bác có thể bẻ một góc 90 độ này, chém một góc 45 độ này, thẳng này. Đấy, để các bác xoáy này, con này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Đấy, con cây tô vít này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn, rất chắc chắn. Đấy, vừa có tô vít này, vừa có đầu khẩu để các bác xoáy bu lông này, siết bu lông này, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 260.000 bộ thôi, đựng trong một chiếc hộp rất là đẹp nha. Đấy, khi nào mà dùng xong là các bác lại dắt các chi tiết đây, đậy nó vào cái thì ok, có phần móc này, các bác có thể móc treo lên tường rất gọn gàng ok. Đấy, và chuẩn chỉ nhá, 38 chi tiết trong một hộp vít nha. Giá thì hiện tại đang gửi bác là 260.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. Đấy, V38 260.000 bộ, bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất tốt. Đây các bác cùng ngắm lại em nó lần nữa này, con này nói chung là đợt này nó về cái lô này giá nó quá rẻ rồi đấy, mà sản phẩm dùng quá chất lượng luôn. Đây các bác cùng xem này, tay lắc tô vít này, đầu khẩu này, mũi vít này, các thứ các kiểu luôn, đầu lò xo xoáy vị trí khó này, 260k nhá, bao ship tận nhà luôn. Rồi một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này, dao cắt kính, cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó em báo luôn, 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này, các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái
kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó cong ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 130 ngàn, có tặng kèm thêm các là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130 ngàn một sản phẩm đấy nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ các bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đây, đấy có thấy không? Luôn. Công cái ra luôn. Tất cả gạch 1 mét luôn các đấy, bác. Đấy thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó thấy không, rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó thấy không, nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130 ngàn một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này xem rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15 ngàn một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30 ngàn một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30 ngàn một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30 ngàn một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5 ngàn một quả thôi. Đấy, 5 ngàn một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5 ngàn một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30 ngàn. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90 ngàn một viên, 90 ngàn một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây, đây em ghi giá đây rồi, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhè nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi.
Đấy, và cái pin này là có tích điện đó nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác di thôi. Đây, em di cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, có nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dặn gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác có dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy các bác cắm vào đây cho em.
Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhé, đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhé, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy, đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái fix này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc fix cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc cái bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn.
Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nha. Số lượng của hạn đâu nha, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi, mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Này, đấy các bạn nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. À, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. À, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. À, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. À, thì các bác thích cái phong cách quân đội này, à, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp. USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nha. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nha. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra thế là xong, rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.